với các bác bộ cảm biến áp suất lốp Steelmate TPSMI. Em vừa lắp đặt xong ở trên xe Kia Morning. Đây là cái màn hình hiển thị của cái bộ cảm biến áp suất lốp này. Thì có hai thông số màu trắng ở phía trong ấy, thì đó là áp suất lốp, còn thông số màu vàng ở phía ngoài ấy, thì đó là nhiệt độ. Đây là cái mặt pin mặt trời này, sẽ khi chúng ta đi ngoài trời nắng sẽ tự chụp ảnh cho sẽ tự nạp pin cho cái bộ cảm biến áp suất này. Thì các bác khi đây như em này bình thường đấy, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái hoạt động của cái bộ cảm biến áp suất lốp này. Em sẽ test cho các bác cái hoạt động của cái bộ cảm biến áp suất lốp này. Ví dụ như là khi đây là chúng ta sẽ thử trường hợp là khi mà cái bánh bên lái của chiếc xe của các bác bị số hơi chẳng hạn, giảm áp suất. Đây, ví dụ như là đây nó đang hiển thị ở đây là 2.5 nhá, thì khi chúng ta xì hơi này. Đấy, thì ngay lập tức ở trên màn hình của chiếc cảm biến áp suất lốp ấy, nó sẽ đưa ra cảnh báo cho chúng ta. Đấy, cái bánh phía trước và bên lái. Đấy, ví dụ như khi tiếp tục chúng ta xì hơi tiếp này. Đấy, thì các bác thấy là nó sẽ có cái cảnh báo áp suất cho chúng ta ngay. Và khi ví dụ như khi chúng ta bơm hơi lên, đấy, thì các bác thấy ở đây là ta bơm hơi lên, ở đây là tầm khoảng 2.4 ở trong cái màn hình hiển thị này cũng hiển thị lên 2.4. Đấy, tôi sẽ thử tốt đi. 2.2. Đấy, thì đấy là khi chúng ta thử với bánh ở bên lái. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta sẽ thử với cái bánh ở đằng sau bên phụ xem thế nào nhé các bác nhé. Đây, ví dụ như là bánh ở phía sau bên phụ. Ta cũng sẽ xì hơi. Đấy, thì ngay lập tức, đấy các bác thấy không? Khi áp suất nó xuống cái là nó sẽ có cảnh báo cho chúng ta. Đấy, bơm lên nha. Đấy, bơm lên thì áp suất nó cũng tăng. Một cái điểm đặc biệt là khi mà chiếc cảm biến áp suất lốp này đặt trong cái vị trí không đủ ánh sáng ấy, thì nó sẽ có cái đèn led ở phía dưới thông báo cho chúng ta. Ví dụ đây tôi đã xì lại lần nữa này. Đấy, nhấp nháy màu đỏ này. Đấy, cảnh báo cho chúng ta biết được là áp suất nó đang giảm. Đấy, thì ngay lập tức đây là cái hệ thống theo dõi thời gian thực và sẽ giúp chúng ta giám sát được cái tình trạng cảm biến, cái áp suất lốp cũng như là cái tình trạng nhiệt độ của lốp, sẽ đưa cho chúng ta các cái thông báo để chúng ta nhanh chóng điều chỉnh đảm bảo an toàn cho các cái chuyến hành trình của mình.